thiếu chị ta tháo bùn non lắm. Nani? Nani? Hả? Đâu đâu có rượu à cháu? Tao bắt để bán lấy tiền mua rượu đấy. Mà thôi, đi vào trong nhà bắt con gà ở trong nhà cũng được. Duyên ơi! Duyên ơi! Dạ. Anh gọi em à? Ừ, xuống đây anh bảo. Anh bảo em gì đấy? Mà anh có đã có cách nào giúp em chưa? Ừ thì anh sang thì cũng là vì cái chuyện đấy đấy. Em ngồi xuống đây xong rồi là anh có cái cách này, anh sẽ nói cho em xem là có được không. Anh cũng nghĩ suốt đêm qua rồi. Bây giờ nhà em thì chỉ có hai mẹ con thôi. Mà bây giờ bà cứ suốt ngày say xỉn như thế thì anh nghĩ là em cũng vất vả, mà thành ra là bà cũng khổ. Đấy thì bây giờ thì em cứ nói với bà là mẹ phải bỏ rượu đi. Nếu mà mẹ không bỏ rượu đi được ấy thì con sẽ bỏ mẹ, con bỏ nhà, con đi làm thuê đấy, con đi xa đấy. Thì xem là cái phản ứng của mẹ em như thế nào. Đấy, còn theo như anh nghĩ ấy, cái cách tính của anh như thế này ấy, thì có nghĩa là đây là mình chỉ kiểu như là mình đòn gió, mình dọa bà ấy thôi ấy. Em hiểu không? Đấy, nhưng còn em nói như thế thì chắc là bà cũng sẽ sợ thôi, anh nghĩ là sợ thôi. Bởi vì bây giờ nhá, có mỗi hai mẹ con mà có em ấy thì bà còn sai được đi chợ đi mua rượu lọ kia, đúng không? Nhưng bây giờ mà em bảo em bỏ đi làm hay là đi đâu đấy thì bà một mình bà buồn bà chán thì anh nghĩ là bà cũng sẽ bỏ được thôi. Được đấy thì thử dùng cách này xem là có hợp lý không. Anh nói cũng có lý. Hay cứ để em thử dùng cách này xem nào anh nhá. Ừ, thì em cứ thử áp dụng cái cách này xem là cái phản ứng của bà như thế nào. Nghe chưa? Vâng. Xong rồi có gì thì gọi cho anh nhá, báo cho anh. Mà thôi, em đi lên trên nhà đi. Xem là nếu như mà trường hợp mà bà mà có sai đi mua rượu nữa thì áp dụng luôn xem là cái phản ứng của bà ngay tức khắc nó như thế nào thì mình sẽ biết ngay thôi nhá. Vâng ạ. Ừ. Thế thôi lên nhà đi nhá. Thế anh đi về đây. Có gì thì gọi cho anh nhá. Vâng, có gì em gọi anh. Thôi mày thông cảm nhá. Tao đưa mày đi ra chợ để bán lấy tiền để uống rượu. Mày thông cảm cho tao. Nào, mày có thích bay không? Nani? Mày thích bay không? Ngày hôm nay cho mày đi chợ nha. Đi ra chợ với chị mày. Bán thì không tội nghiệp nó quá. Không bán thì không có tiền mua rượu uống. Ô, tao cũng thương mày lắm. Mẹ làm gì ấy? Hôm nay mẹ định bắt gà mổ cho con ăn thế sao vậy? Tao bắt để bán lấy tiền mua rượu đấy. Thế mà con cứ tưởng. Mà tốt nhất ấy, mẹ bỏ rượu đi chứ không con không ở nhà với mẹ nữa đâu. Bỏ sao được, thiếu rượu ta tháo bùn non lắm. Đã thế, mẹ cứ ở nhà uống rượu đi. Ôi con này hôm nay nó bị sao nhỉ. Nhưng mà thôi, tao cứ thả tạm mày ở đây đã. Ôi con bé này mình định đi đâu ấy? Con đi làm xa đây chứ suốt ngày ở nhà với mẹ đi. Con chán lắm. Con định đi đâu ấy? Con đi làm xa đây. Thôi ở nhà với mẹ đi. Cho mẹ ở nhà uống rượu cho thoải mái. Ở nhà với mẹ đi, không một mình mẹ ở nhà buồn lắm. Thôi ở nhà với mẹ đi con. Bây giờ một là mẹ bỏ rượu, hai con sẽ bỏ nhà đi. Thôi được rồi, đi vào đây đã mẹ bảo. Đi. Thế mẹ định bảo con cái gì? Con cũng ngồi xuống đây đã, thì mẹ bảo.
Thế mẹ định bảo con cái gì? Mẹ biết con thích cho mẹ uống rượu, nhưng mà thiếu rượu mẹ thấy buồn nôn lắm. Ý mẹ vẫn là phải có rượu đúng không? Ý mẹ không phải như thế con ạ. Thôi được rồi, mẹ sẽ cố gắng bỏ rượu con ạ. Mẹ hứa đi. Ừ, mẹ hứa con ạ. Nếu mẹ không làm được con sẽ bỏ nhà bỏ mẹ con đi đấy. Thôi được rồi, mẹ hứa. Mẹ nhớ nha. Mà thôi con đi cất đồ vào trong nhà đi con. Vâng ạ. Alo, anh à? Ừ, anh đây. Em có tin vui rồi. Hả? Em có tin vui rồi sao? Mà thế được mấy tháng rồi em? Anh làm sao đây? Không phải chuyện đấy đâu. Thế chuyện gì? Làm anh cứ tưởng. Là chuyện em với anh bàn cách cho mẹ em bỏ rượu ấy. Thành công rồi anh ạ. Vậy à? Ừ, nếu mẹ em mà bỏ được rượu thì tốt quá rồi. Ừ thôi, để chiều anh sang anh động viên thêm mẹ em câu nữa. Vâng, thế anh nhá. Mẹ ở nhà không em? Có anh ạ. Thế á? Mẹ đâu rồi? Mẹ em đang cắt cỏ ra sau nhà. Tình hình em thấy kế sách của anh có được không? Ui, em dọa cầm đồ bỏ đi, thế là phải kéo lại ngay chứ anh. Ờ, cũng mong sao là bà bỏ được rượu em ạ, cho bớt khổ. Thứ nhất á, là khổ em, thứ hai là cũng khổ bà nữa. Đấy, bây giờ khổ em là gì? Em thì bây giờ cứ phải phục vụ bà như thế. Rồi bà rượu say á, thì lại còn chửi mắng thứ nọ kia, nhiều khi nó cũng vất vả, khổ chứ. Đấy, xong bà bây giờ bà có tuổi rồi thì cũng vất vả, cũng khổ. Nói chung là khổ cả hai mẹ con. Đấy, cũng mong sao là bà bỏ rượu đi thì tốt. Vâng, anh cũng mong là như vậy. Mà thôi, em ấy đi, anh đi lên anh xem bà đâu, anh hỏi thăm động viên bà thêm một câu nhá. Vâng. Ừ. Cháu chào cô Bèn nhá. À, Duy sang chơi đấy à cháu? Dạ vâng, cô đang cắt cỏ hay làm gì đấy? Ừ, cô đang cắt cỏ cho cá. À vâng. Thế nhà cô Bèn có nuôi được nhiều cá không? Ồ, nhà cô cũng nuôi được vài con thôi cháu ơi. Thế ạ? Vâng. Thế mà cô Bèn hôm nay không đi uống rượu nữa à? Đâu đâu, có rượu à cháu? Mẹ lại thích uống rượu đúng không? Mẹ cũng uống rượu đâu mà. Con cứ tưởng mẹ thích uống con lại đi mua cho. Mà thôi cô ạ, bây giờ thì em Duyên nhà cô cũng lớn rồi. Theo cháu ấy, thì cô cũng lên bỏ rượu đi. Chứ bây giờ suốt ngày mà say xỉn ấy, thì hàng xóm người ta cũng cười cho. Với hai nữa là bây giờ em Duyên ấy, thì em cũng lớn rồi ấy, thì đi ra đường nó cũng ngại. Đấy, thì thôi cô cố gắng mà bỏ rượu đi cho nó đỡ khổ. Chứ bây giờ cô cũng có tuổi rồi, uống rượu nhiều nó không có tốt đâu. Ôi thôi cô cũng biết rồi cháu ạ, cô cũng sẽ cố gắng bỏ rượu. Vâng, thôi đấy, cô cũng cố gắng mà bỏ cái rượu đi thì nó cũng tốt cho sức khỏe thôi cô ạ. Vâng, cô biết rồi. Mà thôi anh nói chuyện với mẹ em đi nhá, em sẽ xuống nấu cơm này. Ừ, thế thôi em đi nấu cơm đi. Vâng.
Cháu bảo nhá, thế cô có muốn cháu làm con rể cô không? Cô có, cháu ạ. Vâng, nếu như mà cô mà muốn cháu làm con rể cô thì cô phải bỏ rượu đi đấy nhá. Chứ còn nếu mà cô mà không bỏ được rượu đi ấy, thì cháu không làm con rể cô nữa đâu. Cháu, cô biết rồi cháu ơi, cô sẽ bỏ được rượu. Vâng, thôi, thì cháu cũng tin là cô sẽ bỏ được rượu. Thì thôi cố gắng lên cô nhá. Cô sẽ cố gắng cháu. Vâng. Ừ, nhưng mà cháu có yêu con Duyên nhà cô thật lòng không? Thì cháu thích Duyên là thật lòng chứ cô. Thế cháu yêu con Duyên nhà cô thì nhà cô chỉ có hai mẹ con thôi. Cháu mà cưới Duyên ấy thì cô cũng chẳng yêu cầu gì to tát đâu. Miễn là hai đứa yêu nhau thật lòng thôi. Thì cháu cũng yêu Duyên thật lòng mà cô. Thì cháu cũng muốn là tới đây ấy, thì cháu sẽ bảo gia đình nhà cháu là sang xin phép bên gia đình nhà cô để cho cháu được cưới Duyên về làm vợ. Thì không biết là ý cô thế nào? Cô thì cũng chẳng mong muốn gì đâu, miễn là hai đứa thương nhau yêu nhau thật lòng thôi. Dạ vâng. Mà bây giờ thì cũng muộn rồi, thì thôi cô cũng về nghỉ ngơi mà ăn cơm đi. Thì chắc là cháu cũng xin phép cháu đi về luôn đây cô ạ. Hay ở đây ăn cơm với hai mẹ con cô. Thôi để khi khác, thì bây giờ cháu cũng muộn rồi cháu phải về. Thì để hôm khác thì cháu sớm sớm cháu sẽ ở lại ăn cơm cô nhá. Thế vâng. Cháu đi về cẩn thận nhá. Vâng, cháu về đây.